Vâng, chào toàn thể anh em đam mê PTP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đầu năm mới Giáp Thìn 2024, shop lên cái video giới thiệu cho anh em tất cả các bộ bơm tay cao áp PTP và đầu năm mới shop để giá là đẹp nhất, ưu đãi nhất cho anh em nhé. Thì tất cả các dòng bơm tay bên shop đều chơi được cho súng truyền thống Condo và FX và bơm được cả sang xe máy nữa anh em nhé. Em mua bơm có app cứ liên hệ số điện thoại shop để ở góc màn hình và tất cả các mặt hàng này của shop là miễn phí ship và được kiểm tra có bảo hành 6 tháng cho anh em. Đấy, anh em mua bơm có app PCP, bơm tay, bơm máy bên shop đầy đủ hết em nhé. Thì ở trên đây là có 9 mẫu bơm tay PCP đầy đủ tất cả các loại anh em nhé. Thì bơm tay anh em là khỏe thì bơm được 350 đến 400 cân, còn anh em nào mà sức khỏe không có mấy thì anh em có thể bơm 250 đến 300 cân cũng được anh em nhé. Thì tất cả các mẫu bơm tay này anh em sử dụng này, khi nó nóng là anh em phải cho nó nghỉ nhé, khi nó nóng phải cho nghỉ. Nếu mà anh em trong tình trạng bơm nóng và anh em cố tình bơm thì bơm nó sẽ hỏng doang sim và phớt nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu này, từng cái mẫu bơm một từ bình dân đến hàng cao cấp anh em nhé. Thì giá cả mình đã công khai luôn từng cái mẫu bơm một, giá cả mình viết hết ở trên tờ giấy này rồi anh em nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu anh em cái thân bơm cá anh em nhé. Đây là cái thân bơm cao áp, nhiều anh em hỏng bơm không sửa chữa được thì anh em chỉ việc mua cái thân bơm cao áp này về thôi. Thân bơm cao áp này lắp được cho này bơm con hổ hộp xanh này, tất cả bơm tay AGH là lắp được hết nhé. Riêng bơm nhỏ này với cả bơm tay CNC là không lắp được em nhé. Đấy, đầu lắp mới đây, mình có để giá cả hợp lý ở đây em nhé. 350 miễn phí ship được kiểm tra. 350 là anh em có cọc hoặc chuyển khoản một số tiền nào đó là chắc chắn là lấy, thì mình để cho anh em là 350 nhé. Còn anh em nào mà nói chung là chưa tìm hiểu kỹ về shop và còn nghi ngờ thì shop anh em mua không cần cọc không gì, là shop để giá 400 là thì anh em mua về kiểm tra đúng hàng sản phẩm thì em nhận nhé. Còn anh em nào đã tin tưởng shop rồi muốn mua giá ưu đãi thì em cọc cho mình hoặc chuyển khoản cho mình thì mình để giá là 350, hàng miễn phí ship được kiểm tra, anh em chỉ việc lắp vào cái thân bơm, lắp tay cầm vào là sử dụng thôi. Giá đây có cọc cho chuyển khoản là 350 anh em nhé. Tiếp theo đây là cái mẫu bơm nhỏ anh em nhé, mẫu bơm nhỏ đây, hộp của nó đây anh em. Bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ, tất cả các mẫu bơm này bao áp suất cho anh em 350 luôn, tùy vào sức khỏe anh em bơm nhé. Đấy, anh em nhớ này, nóng phải cho kỹ nha. Bơm nhỏ trên cái én anh em nhé, bơm nhỏ trên cái én. Bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ, giá có cọc và chuyển khoản thì là 450 em nhé. Có cọc có chuyển khoản là 450. Còn anh em mua trực tiếp và không cọc không chuyển khoản thì giá là 500 anh em nhé. Đấy, anh em tham khảo kênh uy tín, anh em đặt niềm tin vào nhé. Đấy, bên mình có bảo hành rồi. Cờ lê đa năng, dầu, doanh sim sơ cua, ốc test áp, ốc bơm xăng, xe máy đầy đủ hết như thế này anh em nhé. Giá là 450 có cọc và chuyển khoản anh em nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái bộ bơm FB logo đầu con hổ. Bộ bơm này thì có hai loại anh em nhé, lọc ẩm nhỏ và lọc ẩm to. Đấy, đây hộp màu xanh, logo đầu con hổ đây, chân gấp anh em nhé, chân là chân gấp. Đấy, con này thì hàng thương hiệu chỉ gần chục năm nay rồi anh em nhé. Đấy, bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ nhé. Anh em có cọc có chuyển khoản thì giá là 550 anh em nhé. Không cọc không chuyển khoản thì là 650. Đấy, anh em thấy cái lợi thế của anh em chắc chắn là mua hàng, chắc chắn mua thì mới cọc anh em nhé. Đấy, thì là giá là 550, hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. Có cọc có chuyển khoản là 550. Phụ kiện của nó đi theo đây anh em. Cờ lê đa dầu, trong sim bông, lọc ẩm, ốc test áp, ốc các thứ đầy đủ hết như này anh em nhé. Giá là 550. Còn cái lọc ẩm to màu đen như thế này, giá là 600. Đấy, 600 có cọc có chuyển khoản. Anh em không cọc không chuyển khoản thì 700 anh em nhé. Đấy, mình viết rất chi là rõ ràng ra đây rồi. Đấy,
đây, hộp màu xanh, chân gấp, chân bơm inox 304, chịu áp suất 350 kg, đấy là tùy vào sức khỏe anh em. Đấy, anh em bình thường chơi PCP chỉ khoảng 250 đến 300 cân là cùng thôi, còn bơm nóng là anh em phải cho nó nghỉ nhé. Đấy, mình lúc nào cũng phải dặn là như thế. Đây, tiếp theo là cái bộ bơm bơm AGH em nhé, bơm AGH này có 4 mẫu này. Đấy, 4 mẫu này, cả hai cái loại VIP kia thì mình giới thiệu sau nhé. Mình giới thiệu cái bơm AGH thường này, bơm AGH thường này, hàng này hàng cao cấp nhé. Nếu nói về cao cấp với so với FB logo đồ có thủ thì AGH là đã nứt nhé, bền hơn nhé, và mọi thứ tay cầm và thiết kế nó đều hơn. Đấy, bơm được AGH so, đồng hồ so, lọc ẩm nhỏ, chân gấp anh em nhé, chân gấp này, chân gấp cánh bướm đây. Đấy, lúc nó về gấp kiểu mỗi kiểu một loại, nhưng lần này về là chân gấp cánh bướm đây. Đấy, lọc ẩm nhỏ đây nhé em nhé, bơm AGH lọc ẩm nhỏ là giá là 600.000, khó cọc có chuyển khoản là 600.000, không cọc không chuyển khoản thì là 700.000 anh em nhé. Đấy, quan điểm rõ ràng. Và lê đa năng này, dầu silicone này, ốc test áp, ốc bơm xăng, xe máy đầy đủ hết như này anh em nhé. Đấy, bơm nhỏ, đồng hồ nhỏ, lọc ẩm quyên lập, bơm to AGH, bơm to, đồng hồ to, lọc ẩm nhỏ. Đấy, giá là 600.000, có chuyển khoản đấy em nhé. Còn cái lọc ẩm to có chuyển khoản thì là 650 em nhé, có chuyển khoản là 650, còn không có không chuyển khoản là 750. Bơm AGH to, đồng hồ to, đấy, chân gấp này, lọc ẩm to màu đen anh em nhé. Đấy, có bông lọc ẩm đi theo này, lọc ẩm to sẽ có bông lọc ẩm to, cờ lê đa lăng, răng sim super, dầu silicone, đấy, vỏ hộp của nó đây em nhé. Đấy, lọc ẩm nhỏ là 600.000, có cọc có chuyển khoản, lọc ẩm to là 650, có cọc có chuyển khoản, anh em không có không chuyển khoản thì giá nó sẽ là màu đen này anh em nhé. Vâng, thì tiếp theo đấy, mình sẽ giới thiệu bơm AGH, cái hàng gọi là hàng đắt tiền nhất, đắt là sắt ra miếng. Đấy, cái này bơm AGH này có tuần hoàn không khí, là bát tuần hoàn không khí em nhé. Đấy, mình sẽ để đường link mô tả ở bên dưới về chi tiết cái bộ bơm này em nhé. Đấy, hàng này thì mình bán cách đây gần một năm rồi, bán rất chi là chạy, không khách nào chê. Hôm nào mình sẽ lên cái video giới thiệu để sửa chữa, để nhiều anh em đỡ phải thắc mắc nhé. Đấy, nhiều anh em có thể mua bên mình khoảng một năm rồi, nếu có trục trặc thì bên mình vẫn gọi điện tư vấn hết anh em nhé. Đấy, bơm AGH G3L lọc ẩm nhỏ và lọc ẩm to anh em nhé. Cái này nó có lọc ẩm than hoạt tính này. Đấy, đầu tiên là không khí nó đi từ lọc ẩm này và nó luồn vào bên trong hệ thống, nó luồn lên trên và luồn xuống dưới. Đấy, mình có để hệ thống mô tả nó ở bên dưới đường link mô tả nhé, để anh em vào tham khảo kỹ hơn bộ bơm này. Đấy, bơm AGH G3L bơm VIP nhé, bơm to. Đấy, sân được sân inox, được sơn phủ họa tiết rất chi là đẹp em nhé. Đồng hồ do lọc ẩm nhỏ này anh em nhé, sân gấp này. Đấy, giá chuyển khoản là 900.000, anh em không chuyển khoản thì để giá là 1 triệu nhé, có chuyển khoản thì là 900.000, không có không chuyển khoản thì là 1 triệu. Đấy, bơm này mình còn đánh giá cao hơn cả bơm CNC nhé, nhưng bơm CNC là bơm hàng cao cấp lâu năm rồi, nhưng đây mình sẽ giới thiệu bơm AGH lọc ẩm to có cọc có chuyển khoản thì là 950, không cọc không chuyển khoản thì là 1 triệu 50 em nhé. Đấy, cái này là lọc ẩm to em nhé. Đấy, phụ kiện đi kèm theo, tất cả các bơm phụ kiện đi kèm theo đều có răng xin dầu silicone sửa chữa này. Đấy, ốc kéo lạc, ốc bơm xăng, xe máy, cờ lê la, tất cả các bộ bơm đều có hết, đều được bảo hành hết em nhé. Giá của có cọc có chuyển khoản là 950. Và cuối cùng là cái bơm tay xi răng xi, bơm tay xi răng xi, bơm tay hàng cao cấp. Đấy, cái bơm tay CC này chân là không gấp anh em nhé, riêng cái bộ bơm này chân không gấp, màu to. Nói về cái chất liệu và độ bền thì con này là bền nhất. Đấy, còn con này có tuần hoàn không khí này, con này cực kỳ thích con tuần hoàn không khí này. Đấy, bơm to, đồng hồ to, lọc ẩm to, thân inox, bơm CC nó là hàng thương hiệu của anh em nhé. Đấy, thương hiệu người ta bắn cả logo lên trên thân bơm này. Đấy anh em nhé. Đấy, còn phụ kiện kèm theo của nó là rất chi là nhiều, dầu silicone, răng sim này thay 2-3 lần luôn, 2-3-4 lần luôn, bơm lọc ẩm, cờ lê đa năng. Đấy, cái này bơm sang trên là xe máy này, ốc ten áp, bơm bóng ra đầy đủ hết này. Đấy, con này giá là có cọc có chuyển khoản giá là 1 triệu 8 nhé, không cọc không chuyển khoản giá là 1 triệu 9 anh em nhé. Đấy, em mua hàng thì cứ liên hệ với shop nhé. Đấy, đây là tổng thể các loại bơm.
Vâng, tay bên shop bán nhé, anh em mua hàng cứ alo cho shop nhé. Vâng, thì cái video của shop cũng xin kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.